Thỉnh thoảng tôi có xem trên các cái hội nhóm về phong thủy, thấy có nhiều người lên trên các cái hội nhóm đó hỏi về phong thủy ngôi nhà của mình. Những người trả lời cho các cái câu hỏi đó thì thường có cả những người như tôi, kiến trúc sư có hiểu biết đôi chút về phong thủy, có cả các thầy hành nghề phong thủy, và đặc biệt là có rất là nhiều các cái bạn kinh doanh của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phong thủy trả lời. Mà thường thì các cái bạn kinh doanh đó dọa dẫm, khiến cho những người u mê cảm giác sợ hãi và cầu cứu đến họ. Và thế là họ tư vấn, họ bán vật phẩm phong thủy với, nói chung là, với cái giá tương đối là cắt cổ. Trong lĩnh vực marketing ấy, thì dọa cho người ta sợ cũng là một chiêu cực kỳ là hiệu quả. Video này tôi nói đôi chút về vấn đề giường ngủ theo quan điểm của cá nhân tôi. Tạm thời tôi không nói về phương vị, vì trong mỗi trường phái phong thủy đều có những quan điểm và phương pháp tính khác nhau về yếu tố vượng suy, tốt xấu. Công dụng của chiếc giường là nơi con người nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Bản chất quan trọng nhất là khi ngủ, con người trở về trạng thái tĩnh, tĩnh nhé. Cho nên là giường ngủ phải đặt ở vị trí thực sự tĩnh. Tĩnh ở đây có thể tạm thời được tạm hiểu là yên tĩnh, không đặt ở các cái vị trí động. Tất cả những gì làm cho cái vị trí kê giường của chúng ta mà bị động ấy thì đều là sai về phong thủy cả. Và kể cả giường có kê vào vị trí vượng đi nữa thì vẫn sai phong thủy nếu như ở vị trí đó bị động. Nguồn gốc phong thủy được hình thành cách đây hàng nghìn năm. Trước khi phân tích chiếc giường ngủ ở thời hiện đại, chúng ta cần phân tích cuộc sống của con người thời gian ngày xưa, coi như là 1.000 năm về trước, để hiểu về nguyên nhân mà người xưa tổng hợp trong các cái cuốn sách cổ về nói về địa lý và phong thủy. Ngày đó thì chỉ những gia đình thuộc dòng dõi quý tộc giàu có mới có điều kiện mời các thầy địa lý phong thủy về để giúp cho công việc làm nhà. Còn người nghèo thì nói chung là rất là ít cơ hội tiếp xúc được với phong thủy và địa lý. Ở đây tôi đặt hai hình ảnh. Một hình ảnh là kiến trúc của nhà nghèo, giường ngủ của nhà nghèo, và một hình ảnh là kiến trúc và giường ngủ của nhà giàu. Chúng ta cùng xem và phân tích. Đầu tiên thì chúng ta thấy ở cái thời đó không có điện như bây giờ, nên là trong giấc ngủ mà muốn ngủ ngon thì con người thường hay là kê giường gần cửa sổ, để vào mùa hè, mùa nóng bức thì vị trí giường ngủ cũng được mát mẻ. Hay là ở vùng nông thôn của Việt Nam ngày xưa, rất hay là kê một cái chõng tre ở ngoài sân, ngoài hiên, đơn giản là để đôi khi là mùa hè mà không có mưa gió gì thì có thể ra cái vị trí chõng tre để nằm ngủ, và đó cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm. Còn với người giàu thì họ ngủ ở trong nhà và thường là có người đứng quạt cho họ ngủ. Chúng ta thấy cái vị trí giường ngủ của người giàu rất là kín. Tuy có cửa sổ ở gần nhưng gió và khí thì gần như là không đi qua cái vị trí giường ngủ. Vấn đề gió và tác hại của gió, thầy Tâm An của phong thủy Tâm An thì cũng có chia sẻ một vài video nói về vấn đề gió và cái nguy hiểm đến từ gió. Bác nào muốn tìm hiểu thêm cái sự nguy hiểm của gió thì tìm xem thêm video của thầy Tâm An. Khi ngủ mà xung quanh bị động, gây tiếng ồn nào thì giấc ngủ của chúng ta không sâu giấc. Còn nếu có gió thổi qua thì rất là dễ bị đột quỵ, mà ngày xưa chúng ta vẫn hay gọi là bị cảm. Những cái trường hợp đột quỵ của ngày xưa thường xảy ra nhiều vào cuối mùa thu cho đến đầu mùa xuân. Và ở nước ta thì cái hiện tượng người bị đột quỵ nhiều xảy ra nhiều ở miền Bắc.
hơn là miền Nam. Bởi vì cái thời gian, trong cái khoảng thời gian từ cuối thu cho đến đầu xuân ấy, thì trong gió có chứa rất là nhiều hàn khí. Bản chất của kiến trúc ngày xưa họ không chia phòng, đơn giản là để không khí lưu thông và thoáng đãng nhất có thể. Và ngôi nhà là một không gian lớn, vị trí giường ngủ, bàn ghế thì được kê bố trí trong cái không gian đó như là cái mẫu nhà 3 gian hay 5 gian của các cụ nhà ta thôi. Hai bức ảnh này tôi lấy trên các cái bộ phim của Trung Quốc, còn nhà của người Việt Nam là vùng nhiệt đới nên cửa sổ thì thường thấp hơn, thấp ngang ngang giường để gió vào nhiều hơn và đi qua giường để mát mẻ hơn. Nhưng đó cũng là một điều thực sự là nguy hiểm. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, con người hiện đại đề cao cái tính riêng tư nên chia không gian trong nhà thành các cái không gian như là phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách và có cả phòng thờ. Vậy nên là phong thủy hiện đại là cũng sẽ có một vài cái sự thay đổi so với phong thủy của thời ngày xưa. Nhưng mà nguyên lý thì vẫn phải tuân theo các cái yếu tố căn bản của tự nhiên. Một là vấn đề về thông khí, thoáng đãng. Vấn đề này thì thầy Nguyễn Trọng Mạnh của Phong thủy Đại Nam còn gọi là đủ khí, tức là ngôi nhà phải ăn đủ khí. Hai là trong các cái sách về phong thủy nói đầu giường không được kê vào cửa sổ hay là giường không kê quá gần cửa sổ thì cơ bản là để tránh trong khi ngủ không bị trúng gió. Ba là khu vực kê giường ngủ không được ồn ào hay là có những cái mùi hôi thối khó chịu. Cái đó là sát khí đến từ âm thanh và sát khí đến từ mùi vị. Bốn là vấn đề về vượng suy của các phương vị thì tùy theo từng trường phái sẽ có những cái quan điểm khác nhau. Chúng ta tin trường phái nào thì áp dụng theo trường phái đó. Qua các phân tích ở trên, các bác cũng phần nào hiểu được tại sao trong các sách họ nói vị trí giường ngủ không được mở cửa sổ, đặc biệt là ở đầu giường. Ngày nay thì cơ bản hệ thống cửa hiện đại, cách âm và cách nhiệt rất là tốt, nên việc kê giường ở vị trí có cửa sổ không còn bị động nhiều như ngày xưa. Nhưng ngày nay thì lại là cửa sổ lại dùng kính rất là nhiều. Hệ thống nếu như mà hệ thống rèm mà không kín thì ánh sáng bên ngoài sẽ chiếu vào trong giường, kể cả mặt trăng ban đêm chiếu vào thì cũng ảnh hưởng không ít đến giấc ngủ. Nói chung thì hạn chế kê giường ở vị trí có cửa sổ. Còn nguyên nhân tại sao không kê giường cạnh hay là gối đầu vào tường nhà vệ sinh, gối đầu vào tường bếp, tôi cũng có giải thích trong các video về vệ sinh và bếp rồi. Bác nào chưa xem thì tìm xem thêm hai video đó để hiểu thêm. Thời ngày nay không gian chật chội hơn, lại có thêm điều hòa không khí và quạt điện để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu về nguyên lý giường kê cạnh cửa sổ thì chúng ta sẽ biết không nên để cho miệng điều hòa chiếu vào giường ngủ. Trường hợp đó cũng rất là dễ bị đột quỵ hay là tai biến. Ngoài ra, tại các cái vị trí có trường khí xấu thì cũng không nên kê giường ngủ ở bên trên. Ví dụ như là không kê giường ngủ ở ngay bên trên cái vị trí mà chúng ta đặt bể phốt. Vấn đề này thì hoàn toàn có thể kiểm tra được bằng cảm xạ năng lượng qua sử dụng tầm long và con lắc. Nhưng hai dụng cụ này thì lại rất là dễ bị điều khiển theo ý của người dùng. Cho nên tốt nhất là các bác nếu muốn kiểm tra thì các bác tự nghiên cứu và tập sử dụng hai cái dụng cụ đó để kiểm tra cho nhà của mình.